Như tôi nói rồi thì tôi không có nhiều câu đâu, tôi chỉ có một câu, đó là tôi yêu việc mình làm và làm việc mình yêu. Trong vòng 10 năm qua thì có thể nói là trong vòng 15 năm qua, khi tôi bắt đầu gia nhập với Wilson Group ở vị trí là giám đốc kinh doanh, thì ở vị trí này thì khi tôi gia nhập vào Wilson Group thì chúng tôi có một cái dự án, thì như các bạn thấy hiện nay đó là gọi là Wilson Focus Media, là chúng tôi phát triển một cái platform hoàn toàn mới trên thị trường. Nếu trở lại 15 năm trước thì các anh chị sẽ hình dung là làm thế nào để trong gia đình mình có một cái màn hình LCD, TV màn hình phẳng, rất là khó, rất mắc tiền, 50-70 triệu một cái. Cái giai đoạn đó chúng tôi đã phát triển một cái kênh truyền thông công cộng. Chúng tôi lắp cái siêu thị đầu tiên, tôi nhớ là ở Thương Xã Tắc, 24 màn hình. Và đây là một cái kênh truyền thông hoàn toàn mới, xa lạ. Và từ đó thì tôi trải qua rất là nhiều cái vị trí trong công ty. Và hiện nay đang là vị trí là kiêm là giám đốc điều hành một doanh nghiệp và phó tổng của một tập đoàn. Có thể là trong công ty thì nhân viên thường hay nhìn tôi ở góc độ rất là thân thiện, là tôi luôn luôn không tạo áp lực cho mọi người. Thứ hai là chân thành, tôi rất là chân thành với đồng nghiệp. Và thứ ba đó là sự cần cù, tôi đặt công việc lên giống như là lẽ sống của mình. Tôi nghĩ tôi không có khó khăn gì với vấn đề khi đặt những cái vấn đề không hài lòng với cấp dưới, bởi vì là một người thân thiện như thế thì tôi rất là thẳng thắn khi mà tôi có thể mời các bạn một cái cuộc nói chuyện rất là thoải mái, chia sẻ những cái vấn đề mà tôi không hài lòng và tôi đặt thẳng vấn đề và chúng ta sẽ cải thiện như thế nào. Tài lẻ thì có thể là tôi rất là thích về thơ văn và là người sáng tác rất là nhiều thơ. Ok, tôi nhớ một cái bài thơ mà tôi ấn tượng, đó là khi mà tôi rời khỏi cái mái trường phổ thông trung học ở Pleiku, tôi thi vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi đứng trước cái giảng đường Đại học Kinh tế thì tôi rất là xúc động khi mà mình cảm thấy là mình rời xa cái mái trường của mình, thì tôi có làm một cái bài thơ, đó là ai xé giấy gấp thuyền trôi em chở tuổi thơ đến vùng trời thương nhớ. Áo trắng ơi có biết bao điều ngỡ, nơi giảng đường còn mắc cỡ làm duyên. Nay xa rồi cái tuổi đẹp hồn nhiên, ai trông lại để rồi ai thấy tiếc. Tuổi thơ trôi trên dòng xanh biên biếc, đến bao giờ trở lại tuổi thơ ơi. Thường là tôi những cái nhóm mà đi hát karaoke thì rất là thân, thì tôi thường là biết rất là rõ là sở trường bạn nào hát bài nào, bạn nào hát với bạn nào, cũng như là những cái món ăn nào ở trong karaoke mọi người thích, những loại bia nào mọi người uống, thì thường là những cái vấn đề tôi hay để ý. Và bản thân tôi thì luôn luôn dành cho mình những bài hát mà tôi yêu thích, và thường thường tôi cũng sẽ có một cái kế hoạch là thời điểm nào tôi sẽ hát, và khi tôi hát thì thường được mọi người rất ủng hộ, với mọi người chưa quá say, mọi người cũng không tỉnh, thì mọi người sẽ có những cái cảm xúc đó, nó rất là vui vẻ. Có lẽ những cái bài hát mà tôi hát thì nó hơi buồn, đó là tôi thích cái bài hát là Sai Lầm Vẫn Là Anh. Tôi phải có ra karaoke tôi mới hát được. Đó là cơ hội. Tại sao tôi nói là cơ hội? Thì nghiệm vào cuộc đời của mình, thì ví dụ như là khi tôi ở một cái thành phố trên núi ha, ở Pleiku, Gia Lai, thì các anh chị hình dung là trên đó mà khái niệm đi học đại học ở các thành phố lớn là rất là khó khăn. Thì bố mẹ là cán bộ nhà nước, nhưng mà hoàn cảnh gia đình thì nó cán bộ hồi đó rất là khó khăn, không ai mà dám cho con đi học hết. Nhưng khi bố mẹ ngồi bàn là đưa tôi vào đại học thì tôi nắm bắt cơ hội ngay, và tôi chỉ tập trung cái chuyện là học hành để mà có thể vào đại học thôi. Và đó là cái cơ hội đầu tiên để tôi có thể bước chân được vào giảng đường đại học. Cơ hội thứ hai là cơ hội việc làm. Thì khi mà tôi làm một công việc cộng tác viên ở một công ty nước ngoài, thì sếp một ngày đẹp trời tôi về nghỉ hè ở Pleiku, thì sếp gọi cho tôi là bây giờ có một cái vị trí rất quan trọng, thì muốn thử thách, muốn cho tôi cơ hội. Các bạn biết rồi, tôi vừa mới nghỉ hè, tôi vừa mới về quê. Ngày đó đường xá mà từ Sài Gòn về Pleiku rất là xa, và đi có thể mất 2 ngày.
và đi vòng quốc lộ 1 lên đèo An Khê rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi có cơ hội như đó, tôi lập tức tôi vào Sài Gòn liền, và tôi đã nắm bắt cơ hội đó, và tôi ở vị trí đó khoảng 7 năm rồi tôi trở thành một vị trí là leader cái bộ phận đó. Sau khi mà tôi xong, tôi làm việc xong ở cái công ty nghiên cứu thị trường của nước ngoài đó, thì tôi có cơ hội đối với Winsun. Đó thì tôi nhìn thấy một cái mô hình, một cái công ty mà nó làm cho mình có những cái cảm xúc, và mình đánh giá thôi, phân tích thì tôi thấy rằng nó cơ hội phát triển. Thì tôi không ngần ngại, tôi apply. Là sau 15 năm thì các anh chị thấy rồi, hiện nay Winsun trở thành một trong những công ty rất là lớn trong ngành truyền thông quảng cáo. Thì mình cũng vui là vì có đóng góp một phần nhỏ trong cái quá trình phát triển của Winsun. Cơ hội cho ai? Full Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.